Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ game Uni. Đây là một dự án ra mới nha mọi người nhé. Để tham gia dự án AirDot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của cùng. Sau khi vào đây bấm bắt đầu. Tiếp theo bấm join AirDot. Ở đây join vào kênh group và kênh channel Telegram. Đã join rồi bấm vào register. Tiếp theo nhập mã captcha. Ở đây nhập địa chỉ email của người vào. Ok, tiếp theo địa chỉ ví, ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại AirDot. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi, follow Twitter, like, retweet là bài đăng. Ở đây bấm theo dõi này. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Like, retweet là bài đăng. Sau đó mới quay trở lại AirDot. Copy profile link kênh Twitter của người sau đó gửi vào Telegram. Ok, retweet là bài đăng này. Ở đây thả tim này, sau đó mọi người retweet. Trích dẫn tweet. Ở đây mọi người có thể comment cho mình một đoạn nha. Bấm tweet lại, sau đó bấm chữ xem, mọi người sao chép được cái link retweet này. Ok, sau đó quay trở lại Telegram, mọi người sẽ gửi cái link retweet vào đây cho mình nhé. Rồi, giao vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, ở đây mọi người vào đây mọi người verify tài khoản cho mình. Rồi, kéo xuống đây. À, mọi người sẽ bấm vào join hai này. Ở đây verify cho mình nhé. Đấy, sau đó kéo sang phải này. Bấm vào avatar. Copy lại username kênh Discord của mọi người, sau đó gửi vào Telegram. À, ở đây mọi người sẽ bấm vào tôi đã follow nhé. Sau đó gửi username kênh Discord mọi người vào đây. Ok, giao vào kênh liên kết Telegram. Sau đây bấm đôn. Follow, like, retweet là cái liên kết. Tìm đến bài đăng của dự án. Ở đây bài đăng này, like này, retweet là cái liên kết. Ok, sau đó quẹt lại AirDot. Bấm vào tôi đã follow. Join vào tất cả các kênh group đây. Bấm đôn. Rồi và cuối cùng mọi người sẽ có một link chat để mọi người chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án này đó này. Bấm My Menu. Sau đó bấm My Balance Check dư mọi người nhé. Dự án này mọi người sẽ nhận được 25 token Gendy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Cầu đẹp luôn. Bò bơi.